Tập 7. Chủ tịch Hội Liên hiệp các câu lạc bộ trường Phạm Tăng Hưởng tự ý dùng tiền công, tính chất nghiêm trọng cách chức Chủ tịch Hội Liên hiệp câu lạc bộ sinh viên phạt hành chính. Được rồi, tôi biết câu lạc bộ rồi. Em làm rất tốt, sau này cố lên nhé. Em cảm ơn cô. Được rồi, tôi còn có tiết, đi trước đây. Cảm ơn đàn anh. Sao vẫn chưa trả lời mình? Nhìn vào báo cáo xét nghiệm, hồi phục khá tốt, nhưng muốn trở về trạng thái như lúc trước bị thương vẫn hơi khó. Không sao đâu ạ, cháu sẽ tự có cách. Đây là Quân Quân phải không? Đúng vậy, con bé này lớn nhanh quá. Tôi nhớ trước đây từng là con nhóc con mà. Phải đấy, chị chưa biết phải không? Mạch Tư Xuân và Quân Quân nhà tôi học cùng đại học đấy. Cậu học lớp nào? Tôi lớp phục hồi. Vậy cậu ở cùng ký túc xá với Mai Vi Vi phải không? Ừ. Hồi nhỏ hai đứa suốt ngày dính lấy nhau. Kể từ khi mấy người chuyển nhà, Quân Quân nhà tôi hết bạn để chơi. Sao con không nhớ vậy? Từ lúc nào ạ? Con thì nhớ cái gì? Con chỉ nhớ trò bơi chó thôi. Vậy mẹ, cô, con về trường trước nhé. Tiểu Mạch, chẳng phải cháu cũng về trường sao? Cùng đi đi. Được, đi thôi. Đi cẩn thận nhé. Vâng, đi đường chú ý an toàn. Bye bye. Quân Quân, cậu cầm ngược điện thoại kìa. Ồ. Đúng rồi, Quân Quân, có phải giờ này các cậu đang trong lớp không? Cậu... Thực ra... Cậu muốn biết thời khóa biểu của Vivi phải không? Hai cậu thân lắm mà. Tôi và cậu ấy không thân đâu. Tôi và cậu ấy sao có thể thân nhau được? Đây là cái gì? Cái này à? Tặng cậu. Tặng mình sao? Cảm ơn. Cũng ngầu thật. Nhìn cũng gần giống mình. Đúng không? Được duyệt rồi. Sao cậu lại ở đây? Trả cậu găng tay. Cảm ơn. Tốt quá rồi. Vivi, tôi nghe nói vụ chủ tịch câu lạc bộ tự ý dùng tiền công bị tố cáo vạch trần rồi. Là cậu làm à? Không phải tôi. Chuyện này nói ra dài lắm, để lần sau tôi kể. Nói luôn đi. Rốt cuộc là ai giúp cậu giải quyết tên bốn mắt đó? Thôi được. Thực ra là anh Bành Phái. Đều nhờ anh ấy. Lần này câu lạc bộ mình mới đăng ký thành công. Thật à? Đợi đã. Cậu nói ai? Anh Bành Phái. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mau bàn về hoạt động câu lạc bộ đi. Tôi nghĩ ra rồi. Mai Vivi. Cái gì? Vivi, cậu ấy sao vậy? Lên cơn thôi. Nào, tôi cho cậu xem. Tôi đã viết 3.941 chữ. Cậu xem, mục đầu tiên. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi. Tan học. Mọi người đi qua đừng bỏ lỡ. Bạn à, tìm hiểu chút đi. Câu lạc bộ vật lý trị liệu đầu tiên, vô tư truyền thụ tay nghề chuyên nghiệp, đảm bảo đầu ra. Tìm hiểu. Bạn à, tìm hiểu chút đi. Vivi. Vivi, chúng ta phát gần xong rồi. Ra ngoài đi.
Bạn ơi, câu lạc bộ vật lý trị liệu đầu tiên cậu tìm hiểu chút. Không mất tiền, truyền thụ vô tư. Bạn à, cho tôi một tờ. Đây. Đàn anh, hai người phát ở đây hiệu quả không tốt đâu. Nên tới sân vận động, ở đó đông người. Vivi, mua trà sữa cho hai người này. Cảm ơn anh. Đàn anh, uống trà sữa không tốt cho sức khỏe, bởi vì trong trà sữa có quá nhiều đường. Đúng rồi, đàn anh Bành Phái, còn chưa cảm ơn anh lần trước đã giải quyết chuyện câu lạc bộ giúp em. Câu lạc bộ gì? Anh chính là đàn anh Bành Phái của Vivi à? Chào anh. Vậy bọn em tới nhà thi đấu phát tờ rơi đây. Cảm ơn đàn anh. Cảm ơn. Cảm ơn đàn anh. Chú ý an toàn. Miễn phí mà. Bạn ơi, tìm hiểu đi. Tìm hiểu khoa vật lý trị liệu đi. Miễn phí đấy. Không cần tiền. Không trả lời tin nhắn của tôi. Thì ra là ở đây phát tờ rơi. Bận ghê nhỉ. Vừa rồi đi học bận quá nên tưởng trả lời rồi. Cậu sẽ không giận vì chút chuyện này chứ? Sao, sao có thể chứ? Tôi thấy cậu đến tờ rơi cũng không biết phát. Sao mà ngốc thế? Nói cứ như cậu có cách vậy. Đừng nói chuyện ai chả biết. Đến tờ rơi cũng không biết phát. Cứ thế này thì phát tới lúc tốt nghiệp đi. Nhìn tôi này. Mau quét đi. Hai bốn sáu, hai bốn bảy, hai bốn tám, hai bốn chín, hai năm mươi. Bạn Mạch, cảm ơn cậu nhé. Nếu tôi có thể giống như cậu thì câu lạc bộ trị liệu có thể mong chờ được rồi. Chuyện nhỏ, tôi chỉ không muốn đồ ngốc này làm lỡ chuyện luyện tập của tôi. Vivi, cậu muốn luyện tập cùng với Mạch à? Cậu biết bơi à? Không, dạo này Đinh Nhất bận mà, nên mình giúp cậu ấy. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nghĩ xem làm thế nào để tổ chức hoạt động câu lạc bộ đi. Đúng đúng, hoạt động câu lạc bộ. Câu lạc bộ trị liệu của các cậu có thể làm gì? Về chuyện này, tôi sớm đã nghĩ ra rồi. Cậu xuống đây đi. Để tôi nghĩ nội dung cho. Được. Vivi, đàn anh Bành Phái đã giúp chúng ta xử lý chuyện xin thành lập câu lạc bộ. Đợi chút, Bành Phái thì liên quan gì tới chuyện này? Anh ấy đề bạc khiến bọn tôi tổ chức thuận lợi hơn. Anh ta đề bạc. Chính là anh ta đề bạc đó. Rõ ràng là đúng. Hôm nay bạn Mạch Tư Xuân đã giúp chúng ta rất nhiều. Là đại công thần thứ hai. Vỗ tay. Các cậu tự làm đi. Tôi có việc đi trước đây. Bạn Mạch, sau này tôi sẽ tặng cho cậu và quyền massage. Tôi không cần. Vũ Hân, còn bánh ngọt dâu tây không? Xin lỗi, cái cuối cùng bị cậu ấy mua rồi. Sao lại là cậu thế? Lại còn cướp bánh ngọt dâu tây của tôi. Bánh của cậu. Cậu gọi nó đi, xem nó có trả lời không. Cậu. Sao, tâm trạng lại không tốt à? Cậu vẫn giận dỗi với chị dâu à? Cậu đừng có ở đây nói mò. Cậu ấy mới không phải là chị dâu của cậu. Giận để ý à? Tôi khuyên cậu từ bỏ anh Xuân đi. Nhìn cậu khó coi vậy, không có cơ hội đâu. Cậu mới là khó coi đó. Miệng dáng người như con ếch, trông lại giống như con chuột. Cậu cái gì mà cậu? Tôi nói cậu biết, tôi sớm đã chẳng còn hứng thú với Mạch Tư Xuân rồi. Chỉ là Vivi không thích bị đồn ra bên ngoài, nên tốt nhất cậu đừng có ở đây nói lung tung. Cậu ấy sẽ không vui. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu chưa dùng dĩa đúng không? Bị cậu làm ô nhiễm rồi, sao tôi dùng được? Trẩm thưởng cho Khanh đó. Hoạt động mấy giờ thế? Tan ca anh cũng đến xem. Được. Cậu làm gì thế?
Như vậy sao có thể dẫn điện được? Nếu không thì sao? Lại phải nắm tay à? Có phải muốn sầm sỡ tôi không? Ai thèm chứ? Là cậu gọi tôi tới giúp cậu. Sao? Người khác bảo cậu làm gì thì cậu làm à? Bảo cậu làm câu lạc bộ thì cậu làm. Bảo cậu uống trà sữa thì cậu uống à? Không có một chút chủ ý. Cậu xin tôi tới đây giúp cậu, lại còn ở đây nói mát. Thôi, không làm nữa. Không có tâm trạng. Cậu tức giận cái gì hả? Tại sao mình lại tức giận nhỉ? Mai Vivi, tôi nói cậu nghe, chuyện câu lạc bộ thật ra... Cậu sao vậy? Không sao, chỉ là con gái đều phải có ngày này thôi. Nào, lên đây. Đứng lên đi, mau. Sao thế? Mau đặt tôi xuống đi, tôi hơi khó chịu. Cẩn thận. Hình như tôi không khó chịu đến vậy. Vivi, đại tây, cậu đang làm gì thế? Cô ấy không khỏe, tôi đưa cô ấy về. Cảm ơn. Vivi, ngồi đi đã. Mình đun nước đường cho cậu. Đại Tây, cậu về ở rồi à? Sao cậu đổi cả phong cách giường đơn vậy? Thấy cái này dạo này đáng yêu nên đổi một cái. Nào, bà uống nước đường đi. Cảm ơn. Nóng à? Đúng là tình cảm sét đánh không đáng tin. Chung tình thật là... Quân Quân về rồi à? Cô ấy vừa nãy có nghe mình nói chuyện không? Không sao, chắc không nghe thấy đâu. Cậu chắc chứ? Chắc, yên tâm. Không phải chứ, lại bị cô ấy điện hỏng rồi. Kệ, ngủ đi. Vivi, cô còn chưa nói với tôi chủ đề hôm nay của chúng ta. Còn không nhìn ra sao? Dạy nhảy dưỡng sinh. Nhảy dưỡng sinh. Nhưng chúng ta không được uống rượu. Hơi nước. Sao anh lại tới? Tôi tới xem có giúp gì được không? Không phải nước đường sao? Tôi nói với cô, cái này rất có hại cho sức khỏe. Bên trong có hương liệu và phẩm màu. Tôi đi tắt đèn đã. Bạn Mạch, anh thử đi. Thêm chút quất là được. Quất? Sao mình không nghĩ ra?
Đưa tôi đi. Cảm ơn. Đã lùn thì sao đừng có cố. Ai lùn chứ? Cậu đúng là... Lý Đại Tây, sao cậu bắt mình chuyển đồ? Cậu muốn ép mình sao? Sai rồi. Giúp đại tiểu thư đây chuyển đồ là vinh hạnh của cậu. Cậu, giờ cậu nhìn cho rõ, tiểu thư đây tính cách vậy đó. Nên là cậu đừng thích mình. Mình thích cậu sao? Cậu biết con gái Trương Tử Di tên gì không? Tên gì? Tỉnh tỉnh. Cậu tỉnh lại đi. Cậu... Làm được lắm. Không được. Các bạn, tiếp theo hoan nghênh đội dưỡng sinh tối nay của chúng ta. Một hoạt động quan trọng nhất, giảng tọa dưỡng sinh. Sau đây tôi cần một người. Nếu bạn nào đồng ý, mời bước lên một bước. Ai đồng ý? Cậu ấy. Mời bạn Linh nhất. Được. Lên thì lên. Cậu bò lên là được. Hôm nay tôi giảng cho mọi người nguyệt vị tinh nguyệt thận. Nó nằm ở giữa hai bên sườn. Tìm thấy vị trí này, rồi thận của cậu ấy có tốt không thì nhìn như vậy. Sư phó Lâm đang ấn nguyệt thận cho bạn này. Người bạn này kêu lên đau đớn như vậy, có thể nhận thấy thận không ổn lắm. Ai không ổn chứ? Lý Đại Tây, cậu cố ý hả? Thả lỏng nào. Chú ý thủ pháp này, lực đạo của nó nữa. Sao học trưởng lại tới đây? Lát nữa mọi người chia nhau ăn. Tôi sẽ về công ty tăng ca. Cảm ơn học trưởng. Anh thực ra không cần tới. Anh bận như vậy. Chuyện của cô đương nhiên quan trọng. Tôi không gì thực tập. Chắc chắn sẽ chơi với cô tới sáng. Đúng rồi, chuyện câu lạc bộ còn chưa cảm ơn học trưởng. Cảm ơn, không có gì. Đều là chuyện tôi nên làm. Đi đây. Được, tạm biệt. Tôi có việc tìm cậu, theo tôi. Làm gì vậy? Nói gì? Nói ra đi. Tôi hỏi cậu, cậu và Bành Phái rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì chứ? Trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Trả lời cái gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Anh Xuân, chúng em không nhìn thấy gì hết. Tiếp tục đi, tiếp tục. Đồ thần kinh. Quảng hốt như vậy, chắc chắn là thích Bành Phái. Được rồi, Đinh Nhất. Cảm ơn mọi người có thể tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi hôm nay. Vậy để hoạt động của chúng ta được tiếp tục. Bắt đầu thôi. Được. Tay nghề của chuyên gia Lâm được đấy. Cũng tạm thôi. Được rồi. Vậy cậu tiếp tục chơi nhé. Tôi qua đó. Lý Đại Tây, tôi ấn nguyệt giúp cậu nhé. Ấn cái đầu cậu. Chuyện đó tôi giúp cậu nhé. Cậu cũng là người của lớp phục hồi à? Tôi tên Dạ Huệ. Chào cậu. Cảm ơn. Lớp phục hồi đang quẩy kìa. Tôi cũng muốn đi. Đi, mau lên, mau lên. Mau lên đi.
Lớp phục hồi chỉ thiếu cậu thôi. Mau đến đi. Được. Tôi thấy cô cũng không bận, còn có thời gian về nhà đi chơi. Lúc mẹ cô còn sống dạy cô như vậy phải không? Ô Mỹ Dân, bà đừng lôi mẹ tôi vào. Anh về rồi đây, có gì ăn không? Bạn ăn đâu? Trong nhà có trộm mà. Còn không phải con gái cưng của anh sao? Vừa mua cái bàn gỗ lim đã dứt lung tung, tùy tiện lãng phí. Tôi thấy con gái anh muốn gỡ cái nhà này đi rồi. Trương Vũ Hân, rốt cuộc cô muốn làm gì? Là bà ta dứt chiếc bàn ăn mẹ con để lại đi trước. Bố muốn bên bà ta à? Được. Vậy thì bố dứt cả con đi đi. Vivi, việc còn lại phải nhờ cậu rồi. Vivi, bọn mình đi trước đây. Được, bye bye. Chú ý an toàn. Bye bye chị Vi, về đi. Bạn học mạch. Vivi. Còn không mau đứng lên. Làm xong. Bên trong còn có người. Chân cậu sao vậy? Cửa sao vậy? Cửa bị khóa trái rồi. Vậy phải làm sao? Tôi gọi điện cho đại tây. Điện thoại của tôi đưa cho đại tây rồi. Điện thoại của cậu đâu? Của tôi ở chỗ Đinh Nhất. Vậy phải làm sao đây? Đợi thêm chút nữa đi. Nói không chừng lát nữa có người tới. Được thôi. Trời ơi, Lý Đại Tây, cậu không phải không đói sao? Sao ăn nhiều vậy? Tôi vì giám sát cậu thôi. Một vận động viên như cậu nên chú ý ăn uống. Cậu đừng nói tôi nữa được không? Rất nhiều món tôi đều đem cho anh Sung. Hai bọn họ sẽ không sao đó chứ? Đầu gối của cậu vẫn ổn chứ? Cũng tạm ổn rồi, chắc không vấn đề. Chỗ trước kia cậu bị thương là ở đầu gối đúng không? Đâu có, ban nãy da đập mà thôi. Bớt lừa người đi. Cậu bảo tôi điện chăm cho cậu là mong vết thương ở đầu gối sớm bình phục đúng không? Sao cậu biết? Dù sao thì là biết thôi. Cậu vẫn chưa nói đầu gối cậu rốt cuộc là bị thương như thế nào. Vậy tôi nói cho cậu. Cậu đừng nói với người khác. Ừ. Trước kia tôi vì cứu một đứa bé mà xảy ra sự cố. Lúc đó tôi ngất đi. Sau đó có người nói với tôi là có một người đã cứu tôi. Đầu gối của tôi bị bong gân vào lúc đó. Không ngờ cậu cũng khá dũng cảm. Cậu có bí mật gì không? Thực ra cũng không đến mức là bí mật gì cả. Nhưng cậu biết mà, thể chất đem điện của tôi đặc biệt như vậy, cũng không thể đi nói khắp nơi với người khác. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy
thể chất này là một việc phiền phức, vì nó chưa từng đem lại may mắn cho tôi. Nhưng có một lần, cậu biết không, tôi dùng điện của tôi cứu một người. Từ đó về sau tôi cảm thấy có điện thật ra cũng rất ngầu. Trước kia cậu luôn lải nhải bên cạnh tôi, nói gì tôi có điện. Lúc đó tôi hơi căng thẳng rồi, mới quát nạt cậu. Xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu.